Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến lặp với số lần chưa viết trước, hay ta dùng là câu lệnh why. Vậy để thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung. Câu lệnh why sẽ là why, sau đó tới điều kiện. Hai chấm. Ở đây là chỉ lệnh. Trong quay đôi lúc người ta lại sẽ có ao, đây là trường hợp ở ngoài, nhưng mà đây chỉ lệ trong ao. Nhưng ở đây tôi sẽ hạn chế ở cái phần này, tôi chỉ dùng tới đây. Vậy thì đây chúng ta thấy là trong lúc điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Vậy thì câu lệnh này sẽ thoát ra khi điều kiện sai. Đúng không ạ? Trong lúc điều kiện đúng thì thực hiện dễ lệnh. Đúng không ạ? Đó là cách để cho chúng ta. Bài đơn giản của chúng ta, ví dụ như là nhập cho đến khi tổng các số nhập lớn hơn 100 thì thôi. Đúng không ạ? Đây là bài của chúng ta. Nhập cho đến khi tổng lớn hơn cái số mình nhập vào đó, lớn hơn 100 thì thôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có những cái quá trình nào được lặp đi lặp lại ạ? Quá trình được lặp đi lặp lại ở trong cái câu lệnh này, chúng ta thấy có hai quá trình được lặp đi lặp lại. Là gì ạ? Là nhập số, và cái thứ hai là tính tổng số được nhập. Và câu lệnh này lặp bao nhiêu lần ạ? Cái này chúng ta không thể xác định được, phụ thuộc vào số nhập vào. Vậy thì bài này buộc lòng chúng ta phải sử dụng lặp với số lần biết trước. Vậy ash đầu tiên được gán bằng 0 khởi gán. Đó. Chúng ta lặp. Khi nào thì chúng ta sẽ thoát? Khi S lớn hơn 100 thoát. Vậy S nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì chúng ta sẽ làm. Làm việc đầu tiên đó là nhập. Tôi giả sử như cho N là cái số mà chúng ta nhập. Đúng không ạ? Nhập số. Rồi, sau khi nhập số này chúng ta sẽ tính tổng, đúng không ạ? S cộng bằng N. Rồi, sau khi nhập xong thì chúng ta coi thử cái kết quả của chúng ta, coi thử có lớn hơn 100 không nhé. Vậy thì chúng ta sẽ chạy nhập số, ví dụ như 3. Rồi, nhập số 6, 23, 34, 45. Chắc tới đây thì lớn hơn 100 rồi. Vậy thôi, tổng là bằng 111. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái quá trình nhập này này, chúng ta không thể biết được tới khi nào thì thoát, nên buộc lòng chúng ta phải sử dụng đó là câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Rồi, đó là bài 1. Bây giờ chúng ta chuyển qua bài số 2 của chúng ta. Đó là giả sử như tôi muốn là bài 2. Giả sử như là chúng ta muốn như thế này. Cho hay là ví dụ như là tính tổng đi ha. Mình thấy tính tổng mình hay dùng vòng lặp for rồi, bây giờ mình tính tổng từ 1 đến N với N nhập từ bàn phím. Rồi. Vậy thì bài này thường chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh for để làm bài này rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta thử làm nó với câu lệnh while. Vậy thì ở đây tôi sẽ cho như sau. Nhập N, gán N bằng
in của input của nhập n. Sau đó tôi cho y bằng 1 y. Trong lúc nào ạ? Trong lúc y nhỏ hơn hoặc bằng n thì chúng ta làm công việc gì? Làm công việc đó là chúng ta sẽ tính tổng s cộng bằng y, và cuối cùng chúng ta tăng giá trị lên. Rồi, xuất của s, xuất s ra. Rồi, chúng ta chạy thử chương trình này. Nhập n bằng 7 đi. Nên ở trên này chúng ta gắn s bằng 0. Rồi. 7. Rồi, kết quả bằng 28. Vậy thì ở đây chúng ta đã có được chuyển từ câu lệnh for qua câu lệnh while, chúng ta vẫn có thể làm được. Rồi, thường thì chúng ta làm, chúng ta hay quên mất câu lệnh này. Thì ở đây chúng ta chạy và chúng ta nhập ví dụ như 7 sẽ chạy liên tục. Vì sao? Vì ở trong cái câu lệnh này này, không bao giờ chúng ta không tăng giá trị y lên, nên y luôn luôn nhỏ trong n. Và cái này người ta gọi đây là lập vô hạn. Vậy thì ở trong vòng lập while, để tránh trường hợp lập vô hạn, thì chúng ta phải canh làm sao để cho cái câu lệnh này, trong cái điều kiện này, nó phải là tới một lúc nào đó nó phải sai. Chứ còn nếu như nó không sai thì chúng ta sẽ bị tình trạng lập vô hạn, đúng không ạ? Rồi, đó là ở nơi câu lệnh while. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người làm quen với hai cái câu lệnh, đó là break và continue. Vậy thì break và continue này nó khác nhau chỗ nào? Thì ở đây tôi sẽ sử dụng ví dụ, đúng không ạ? Tôi sẽ sử dụng với break trước. Thì ở đây tôi giả sử như là tôi làm bài như sau. Cho nhập vào một số n đi, và lúc đó tôi sử dụng hai vòng lặp for i in range của n và for re in range của n luôn, đúng không? Rồi, ở đây tôi sẽ sử dụng là nếu như xuất đi ha, mà bring của giá trị y ri. Rồi, ở đây nếu như mà ri này nè mà lớn hơn 3 thì tôi break nó, đúng không ạ? Ở đây tôi ghi là bring của break của ri, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ chạy câu lệnh này và coi thử nó có điều gì. Ở đây tôi nhập n bằng 2 đi. Vậy thì xuất ra ở đây nó break của 1. Vậy break của 1. Ở đây ri không bằng 3 nhưng mà nó vẫn xuất ra break của 1. Vậy break này nghĩa là nó ở đây nó chạy hết và cuối cùng nó nhận câu lệnh ở dưới này. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy thử. Ví dụ như ở đây tôi nhập vào bằng 7. Rồi. Câu lệnh của mình ở đây tôi chắc cái này nó vẫn chưa chính xác lắm. Tại vì ở đây chúng ta thấy này, Nếu mà ri lớn hơn 3 thì chúng ta ghi print press. Đúng rồi. Ở đây tôi nhập số 2 thì ở đây nó không có break nào hết. Tại vì sao ạ?
Vì ở đây ri không bao giờ lớn hơn bằng 3 khi n nhập bán bằng 2. Được không ạ? Rồi, và bây giờ tôi sẽ chạy và tôi nhập vào ở đây số 7. Thì chúng ta đây, chúng ta thấy fresh. Đúng không ạ? Đó. Nghĩa là ở đây này, nếu như mà ri lớn hơn bằng 3 thì nó sẽ không thực hiện nữa. Đúng không ạ? Nó không thực hiện của giá trị ri, cho dù ri tới bằng 7 nhưng mà không thực hiện. Đúng không ạ? Đó, nó chỉ chạy được tới đó thôi. Vậy thì ở đây đó là cái mà của chúng ta làm cho câu lệnh fresh. Vậy fresh này nghĩa là gì? Fresh nghĩa là nó thoát ra khỏi của cái câu lệnh lập ở ngay phía trước của nó. Đúng không ạ? Chứ không phải nó thoát ra khỏi luôn cả vòng lập. Ở đây chúng ta thấy for ở đây nó vẫn nhận giá trị bình thường, và break này chỉ thoát ra khỏi của câu lệnh for của ri thôi, còn ở y thì sẽ không thoát ra. Đó là phần chú ý của chúng ta ở câu lệnh break. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì break nghĩa là gì? Break nghĩa là thoát ra khỏi vòng lập khi chúng ta thực hiện nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái câu lệnh tiếp theo, đó là câu lệnh continue. Ở đây, giả sử như đây tôi ghi là continue ngay chỗ này. Và dưới này tôi có câu lệnh này. Tôi chỉ ghi một cái chữ là continue thôi. Rồi, không có cái gì hết. Ở đây. Vậy thì cái này nó nghĩa là gì thì chúng ta sẽ thử. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta chạy chương trình. Giả sử như tôi nhập vào số 2 thì vẫn chạy bình thường, đúng không ạ? Không có vấn đề gì hết ở chỗ này. Rồi, bây giờ tôi chạy tiếp tục. Tôi chạy vào ở đây, tôi nhập số 7, vẫn chạy bình thường. Vậy thì ở đây không có chữ continue. Vì sao ạ? Nguyên đoạn này của tôi n bằng 7 vẫn xuất ra. Vậy thì câu lệnh continue này nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi gặp continue nó sẽ quay lại lên ở trên vòng lập và nó không thực hiện lệnh ở bên dưới của nó. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta gặp chữ continue nó lại quay lên trên vòng lập để nó làm tiếp. Nó gặp continue nó quay lên vòng lập nó làm tiếp. Nên cái câu lệnh ở dưới continue sẽ không bao giờ thực hiện được. Đúng không ạ? Đó là ý nghĩa của câu lệnh continue. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là break. Vậy break thì nó nếu như gặp chữ break thì nó thoát ra khỏi vòng lập. Còn đối với continue, khi gặp chữ continue thì nó sẽ quay lên tiếp tục ở trên vòng lập và những lệnh ở dưới continue sẽ không thực hiện được. Đây là ý nghĩa của câu lệnh break và continue. Vậy trong vừa rồi tôi đã hướng dẫn về câu lệnh break, continue và vòng lập với số lần chưa biết trước, hay là câu lệnh while. Chúng ta đã xong của phần lập. Trân trọng, kính chào.